Vâng ạ, thưa quý vị các bạn, theo đồng hồ chúng tôi còn lại 5 phút nữa là đến giờ giao thừa đón năm mới năm 2023. Xin chúc tất cả mọi người có mặt trên này và chúc Tổng Giám đốc Võ Văn Ông, Phó Tổng Giám đốc ông Trương Đình, chúc tất cả các cháu, chúc tất cả mọi người. Vâng, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Và bây giờ xin mời quý vị các bạn, chúng ta chuẩn bị xem màn đốt pháo tuyệt vời nhất năm 2023. Quá đẹp luôn. Ông Võ Văn Long, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thăng Long đã bật lửa châm ngòi đốt pháo và chuẩn bị bắt đầu. Vâng, tuyệt vời, tuyệt vời. Xin chúc năm mới, năm 2023 dồi dào sức khỏe, mạnh khỏe, thành công mới và đạt nhiều thành tích mới, có nhiều niềm vui mới, tràn đầy niềm vui. Quá đẹp luôn, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Nghe thấy tiếng pháo giòn giã từ tất cả các mọi nơi. Và năm nay theo chúng tôi được biết là cái lượng pháo bán ra trên thị trường vô cùng nhiều và mọi người đều vui mừng, bởi vì năm 2021 và 20 và không được đốt pháo bởi Covid-19 thì năm nay mọi người đã mua pháo để đốt pháo để chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Năm mới xin kính chúc tất cả mọi người dồi dào sức khỏe, thành đạt, thành công, tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Năm mới, thắng lợi mới.